Bất động sản Hải Sinh Lên và bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý anh chị. Đây đang cho quý anh chị xem cái vị trí ở đây là đường Nguyễn Hữu Cảnh giao với cái đường Ngô Quyền nhé. Đi thẳng phía này thì đi qua khu đô thị Chí Linh của bên Đích. Đây còn đi ngược lại phía này ấy, thì là đi về phía đường 30 tháng 4 ngã ba Chí Linh phía đường này. Hôm nay cho quý anh chị xem một cái lô đất đây nhé, trên đường Ngô Quyền. Đây nha, lô đất của mình ở hẻm 72 Ngô Quyền, đường Ngô Quyền ở ngay đây. Từ đây đi vào chừng 30 mét. Cái thân nhà này là hết hết cái thân nhà này là đến nha. Đấy, đường Ngô Quyền ở ngay đây. Lô đất này thì ngang 5 mét, sâu một cạnh là 8 mét 3, một cạnh là 8 mét 4. Diện tích trên sổ thì là 41,5 mét, nhưng mà diện tích đo thực tế thì được 45 mét, tức là hơn được một chút. Đó. Cái sổ đất và cái ghim vị trí Google Maps này sẽ để cuối video cho quý anh chị xem. Đường này thì là đường thông ô tô tránh nhau cũng được thoải mái. Đi ở đường Ngô Quyền thì có mấy bước chân thôi, rất là gần và khá là đẹp. Về đường xá là khá là đẹp, diện tích thì hơi nhỏ, giá thì cũng nhỏ nhỏ vừa phải. Hẻm 72 Ngô Quyền, đường Ngô Quyền. Nếu mà đi thẳng cái đường này thì ra đường Nơ Trang Long và đi đường Bến Nôm thì ta có mấy trường học ở đấy, rồi ra khu công nghiệp Đông Xuyên. Ở đây rất là thuận lợi. Ở phía đường Lưu Chí Hiếu ở kia đi ra thì có cái trường Thắng Nhất tiểu học và trung học cơ sở Thắng Nhất. Còn bên này thì có trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, rồi trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ. Thẳng đường này thì ngay trước mặt đây thì là cái ngã tư của đường Dương Văn Nga. Lô đất thì không có gì đặc biệt nha, đây, hình dạng lô đất như này, xung quanh nhà cửa nó xây hết rồi, chừa lại lô đất trống thôi. Cái này đây giao với đường Dương Văn Nga này, bên hẻm đây là Dương Văn Nga nha, Dương Văn Nga, và sang bên này là đường Hàn Thuyên này. Đấy, hẻm rộng là ô tô đậu này vẫn đi qua thoải mái được nha. Đây này là đường Hàn Thuyên này. Nói chung là đường phân ô như bàn cờ vậy thôi. À, đây là đường Hàn Thuyên. Lô đất thì khá là đẹp. Diện tích vừa phải, giá tiền chủ đưa ra để bán là 2 tỷ 7 năm. Đấy thì giá đấy thì chỉ bớt lọc bớt chút giấy tờ lấy lọc thôi, không bớt được nhiều. Thì dân cư ở khu này thì khá là ổn định, tốt, dân trí cao. Đây gần các cái khu công nghiệp Đông Xuyên, rồi gần khu cảng PTSC, cảng Hạ Lưu, gần đường 30 tháng 4 thì ra đi thông thương rất là tiện lợi. Thì quý chị nào có nhu cầu quan tâm thì alo cho chúng tôi bất động sản Hải Sinh Lên và bất động sản Thiện Nhân. Cảm ơn sự theo dõi video của quý vị, và quý vị anh chị có thể xem Google Map và sổ đất ở đằng sau đây để thêm chi tiết nếu mà quan tâm kỹ hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.